Em gái Trà Vinh mến chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Mến chào bà chú anh chị và các bạn nha. Chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe và an khang. Hồi sáng mấy dì cháu có đi đặt mấy cái lú, giác này cũng xế rồi cho nên mấy dì cháu đi thăm cả nhà ơi. Mình đi thăm coi có cá gì không, nhận giấc chiều này mình làm đồ ăn, mình ăn cơm. Đây có người ta cái lúa cả nhà. Có cái miếng này nước nhiều quá cho nên người ta cấy bằng tay. Nước nó nhiều quá, còn lúa thấp thì nó sẽ chết. Cho nên ta cấy lớn thì người ta mới cấy. Đẹp quá ha. Ta làm quen rồi, ta cấy quen rồi. Ở đây thì cái bưng này nước nó hơi nhiều á. Rồi cái này đi ổng qua được rồi giờ đắt rồi cả nhà ơi. Cái ruộng này người ta cấy rồi nè. Này người ta cũng cấy nữa nè. Nước nhiều quá gãi giống không được nên gãi lên thì nó cũng lên, nhưng mà tới chừng mà tại vì gần cái sát cái đường kênh ở ngoài á, rồi nước lớn á nó tràn bờ, rồi thành ra những cái bưng như vậy nè nó ngập, mà nó sẽ chết. Chó nó sủa đi lúc bên đây mà nó cũng thấy. Mấy chó trên ruộng người ta nuôi, người ta huấn luyện nó khôn lắm để giữ cái ruộng đồ. Ôi gió nước này lạnh quá cả nhà ơi, em đỏ ốc cục kìa. Đây lú đầu tiên đó nha, không biết có không? Lú của mình đây. Nó hơi ngắn cho nên không có qua hết được cái bờ kinh này. Chắc bữa nào hay cháu phải nói hai cái lại cho mình đặt xéo ra luôn. Ôi ui gì? Cái nhảy ấy. Quen cá chê. Ủa tóc. Cá lóc. Thì mình thấy cá lóc mà cũng là cá chê. Con thấy vàng vàng trong cái thường cá chê vàng cũng vàng á. Bữa nay nước lớn quá con ơi. Nước lớn quá cả nhà ơi. Có không? Ủa khó dữ không? Chưa quá đậu quảnh rồi. Ê được ăn cá rô. Với anh cá lau kiến nhỏ nữa nào mà anh cá rô này chết rồi. Cá rô chắc phải đặt sáng giờ. Tại mình đặt hồi sáng giờ, ra cây mất tâm. Có cây mà hình cái cây sáng đặt nó vô luôn. Ừ nó vô sớm. Vui cái cây nó tầm. Hồi sáng còn chúng đặt cũng cây đó, sao vậy? Kéo rồi. Đó, anh Phúc ơi, bây giờ lên nổi hấp này nó được rồi. Cái này. Hay cả nhà ơi. Cái mở đầu này đi. Để anh gỡ đây này cho. Ở đầu đó hình như con cá nó lọt dưới rồi, nó qua bên mép đây rồi. Ở cái đó bắt ra, nó bị bắt ra. Ôi ôi giấc này lạnh quá cả nhà ơi. Đây là mình bắt ra luôn. Quên anh cá lau kiến nữa. Một em. Lau kiến nhỏ, dễ thương quá cả nhà. Rồi giữ xuống luôn. Nghe quắt quắt cái đuôi nè. Bữa về sắp đông rồi cả nhà, thời tiết lạnh lắm, lạnh quá cả nhà ơi, cho nên hôm nay mấy dì cháu không có đi mò. Ý, anh cá rô này quá bự luôn nè. Nghe được hai anh cá rô bự. Anh cá lóc. Wow. Cái lú đầu tiên là vô mánh này. Mà có thằng anh bị chết à. Làm nó đi thăm ghét. Ghét vô nhà nấu cơm ba. Này có một cái đặt trên ruộng này. Trên miếng ruộng ngay cái đường nước nè. Bưng nè. Rồi sao thấy nước nó xuống rồi. Đi đường đây đi. Bên đây phóng mình qua bãi xong có mình xuống mình gỡ luôn. Ê nước này ấm quá nè Phúc. miếng gỗ nó. Ơi, ở đây ở bên con được con cá lóc nè, nhưng mà sao nó lật bụng rồi? Chết hả? Nó yếu quá trời luôn. Nó có không nữa, mình gỡ ra cái đi. Để ăn cá chê. Đừng có chê cái nhà. Để ăn cá chê trắng cái nè. Rồi nhà hơi giờ mới nhặt rồi. Nay lễ. Không ơi. Đây để mình kéo cameraman lên. Kìa, ai tay ép tay. Nè, cút ở đâu đó. Quay nhanh cái nhà. Sợ nhạc cái nhà hồi kìa. Anh cá đồng tông dính đi. Vô coi. Bắp gì co luôn. Đang thiếu mồi nha. Bắt cái lùm nhậu. Ủa kìa hả? Lúc này thời tiết thay đổi cho nên hôm nay em cũng bị cảm rồi cả nhà ơi. Vì mình muốn bệnh luôn à. Cô cổ quá nó thò hoài. Nhiều hạt lúa được quá chị cả luôn. Vậy sao không xuống? Này giúp làm món gì? Hồi sáng lấy miếng rau đây. Hai con mà con bị chết. Giờ mình nấu canh rau gừng. Quá đã bữa cơm mà. Dạ, cũng quẹt cá. Rồi bây giờ hai dì cháu vô làm cơm ăn cái nhà. Cái gì vậy? Người làm cơm ăn. Rồi cả nhà ơi, cá với rau em làm xong rồi nè. Cá hồi nãy mới đi đặt lú nè. Vô hai dì cháu làm ăn liền luôn. Giờ mình bật bếp lên mình nấu canh trước đi. Phúc con mở nắp ra đi Phúc. Bỏ cá vô. Bật bếp lên. Nước sôi chút xíu là nó cũng chín. Bữa nay không có gió vậy nên nấu nó thuận lợi. Không cần đồ che gió. Bỏ đồ niêm vô luôn. Mình nấu ít nước nè. Có ba dì cháu à. Giờ này cũng 2-3 giờ chiều rồi cả nhà. Trời ổng chuyển mưa nên là hết nắng rồi. Cũng lợi cho việc ra đây quay. Ra đây thì nó sáng hơn cả nhà. Cái này trời mát rồi. Ngồi trong trời nó tối đó. Ăn xong rồi mình đi về luôn. Bếp gà này mạnh, mới bật lên xíu là xong. Nói cái chòi chứ, cái chòi của mình đó là cái chuồng bò á. Giờ để che đặng mưa nắng rồi mấy gì cháu chú rồi đó. Chứ cái chòi xây rồi nó mới hơn. Cái chuồng bò đó kệ đi, miễn chú mưa chú nắng được. Trong lúc nấu canh em ướp cá. Hồi nãy hai dì cháu đi dỡ cái lú Lúc đầu con tưởng nó giúp tính chở hết rồi, con đứng trên bờ mát mẻ. Cái vốn lạnh này nên con phải xuống cái lạnh theo luôn. Lạnh quá trời lạnh luôn. Xuống đi lên cái gió thổi cái gùng. Rồi lấy cái hũ nước màu Phúc ơi, quên lấy cái hũ nước màu rồi. Cắt vô đây trái ớt thôi. Có mấy khứa cá à. Này em bị khô cổ rồi gan tiếng mất ho hoài luôn. Có chưa Phúc? Chắc ở trong nhà quá. Lại vô anh. Quên mình lấy đồ mà mình quên lấy nước màu lại. Phải lấy nhiều thứ quá cũng phải có sơ. Canh chính là cá mình thấm rồi đó, tại vì mình khứa cá cũng nhỏ. À, con này có trứng nè, ăn kho ăn ngọt luôn, béo. Cá rô hả? Yeah. Nãy Phúc làm cá mình thì mình rửa rau, tại rau tới 3-4 loại nè, mình lặt cho nó mau. Phúc biết bằng cá, sợ không biết lặt rau mình làm luôn. Rồi kho lên nhìn màu ngon lắm cả nhà. Nước cũng gần sôi vậy, thấy vậy màu lắm. Em cắt hành luôn đi, ở không chi. Bữa nay nấu canh rau mùng tơi. Mùng tơi nè, rau dền nè, rồi bùn ngó với lại mướp. Mùng tơi với rau dền ăn nó mềm nó béo. Ăn cho nó mát. Cái ngót thì con không ít ăn không? À, cũng thơm mà. Không phải là cái món khoái khẩu này. Rau ngó, rau bù ngót với rau dền. Nó mềm dễ ăn, khoái ăn lắm. Rồi quên lấy đũa sôi. Muốn gần sôi à? Wow. Ê, cá mình mau lắm á nghe. Sao sụp luôn. Đây, đĩa đang chờ luôn. Bỏ rau vô. Giờ bỏ rau vô. Bỏ rau với mướp vô. Ấy da. Bẻ nhẹ hở nhăn cho mặt con. Bỏ mấy cái này vô trước đi, cái này nó chín lâu. À. Cá này ăn chấm với chấm với nước cá cũng ngon lắm cả nhà. Rồi. Để nắp dở nó đi, mình bỏ này vô được rồi nè. Tại cái đó nó cũng mau chín lắm. Mồng tơi nghe với lại dền. Cổng bự quá. Tiêu. Rồi nhắc xuống đi Phúc. Mình bắt lên mình khô cá. Wow, quá ngon. Canh đồng quê. Rồi cạn rồi Phúc ơi. Thơm quá các nhà. Bây giờ em để hành. Rồi nhảy luôn. Rồi. Rồi giờ nhắc xuống để ăn cơm cả nhà đã bụng quá rồi. Không có tiêu hả? Ừ quên nữa. Quên, xin lỗi. Xin lỗi. Ôi, say sẵn. tiêu vô nó mấy à. Rồi có tát không? Cả nhà ơi, giờ em mời cả nhà cùng ăn cơm với hai dì cháu em nghe. Canh với cá kho cũng chín rồi. Đây mời cả nhà cùng ăn cùng hai dì cháu nha. Mời cả nhà nghe. Đây em mời cả nhà khứa cá chê. Đây em cũng mời cả nhà khứa cá chê luôn nha. Rồi có tiêu thơm tiêu quá. Không. Em ăn là phải chèn nước. Qua wow, canh nóng. Nóng lắm nha. Còn bốc khói á. Em mời cả nhà miếng rau nha. Còn bốc khói. Nóng. Ừ. Chợ ngon. Ngon không? Lâu lắm mới ăn canh rau gừng nè. Đây cái nhà ơi, chấm miếng mắm. Đi đặt lú ghét về đặng nấu cơm ăn quá cái đói bụng. Ngon. Thơm á, nước cá vừa thơm tiêu mà vừa thơm cay ớt ngon. Đói à, ăn gì cũng ngon hết. Cơm còn nóng quá. Nay trời mát mẻ mấy dì cháu ra ngoài sân ngồi ăn. Rau vừa tính tới luôn á. Không có đậy á. Đậy là nó nóng dữ lắm. Tại cá mình kho cũng mau chín. Ăn rau nhiều mát. Rồi còn mười mấy ngày nữa tới Tết rồi cả nhà. Mau quá à. Chan miếng nước canh. Còn nóng quá nãy giờ em không dám chan. Đây chan miếng nước cá cả nhà ơi. Nước cá he he cay cay ngon thiệt. Tiêu. Bây giờ mình phải ăn vậy, ăn chan đúng không? Nha, cá gô bự nè. Đó, đây mời cả nhà nha. Ui, ớt cay lắm. Ngon quá. Đây cũng có một con nữa nè. Mà quăng cá chê. Nhưng mà cả nhà có cá nữa nha. Cá chê. Đố quá hả? Hồi mấy dì cháu ăn sạch nồi cơm này luôn nè. Cá gô bự này nó béo quá nha. Anh ăn miếng. Này ăn ngon quá cả nhà. Tại giờ đợi cá đồ cũng đói bụng quá. Rau đủ loại nè, mình ăn có mùi vị này mùi vị kia. Rất là dính. Em phải ăn á, chấm nước mắm mặn á, ăn cái gì cũng vậy. Thì miếng này bự nữa cả nhà. Đây mà cả nhà nha, miếng nước cá nè. Không xuống nước đó cả nhà, trên bờ gió thổi cũng lạnh nữa. Giờ mùa đông mà. Nhất là sáng sớm á, 6 giờ á. Đây, làm rứa cá nha cả nhà. Ở đây có nuôi gà, nuôi ngỗng đồ á. Có ôm sùm cả nhà thông cảm giùm em nha. Tại mấy ngỗng á, nó khùng hay sao, lâu lâu nó cứ lao hoài. Em cũng bị mắc ho mà nãy giờ ăn cay cay không có ho cũng đỡ. Qua nay bị khô cổ á, ý là cô uống thuốc rồi đó mà cũng còn bị khang tiếng. Quá trời ngon. Kết thúc cho cam mang vô ăn. Anh nói lắm rồi ạ. Ôi cả nhà ơi, cảm ơn cả nhà đã nhấn chú ý thời gian xem clip của em nha. Cả nhà có yêu mến hai dì cháu thì cho hai dì cháu em xin một like, một đăng ký nha cả nhà. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà các clip tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.